Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 5 với chủ đề định hình lại quan hệ kinh tế song phương. Hội nghị tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế số và sáng tạo, phát triển năng lượng, thúc đẩy đầu tư bền vững. Theo khảo sát về đầu tư kinh doanh năm 2021 của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam AmCham, có gần 80% thành viên tham gia khảo sát đánh giá rất tích cực hoặc tích cực về triển vọng chung và dài hạn tại thị trường Việt Nam. Hoa Kỳ đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Nhiều đại biểu và doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch hiệu quả và việc triển khai thành công chiến lược vaccine của Việt Nam, ấn tượng với cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26, khẳng định sẽ mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính tập trung đề cập 5 nội dung lớn, đó là sự phát triển của Việt Nam sau hơn 35 năm đổi mới và định hướng trong tương lai, kết quả và tương lai quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi số. Thủ tướng cho biết, thời gian tới, Việt Nam tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với quy mô khoảng 350.000 tỷ đồng, tập trung vào mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư, nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi thị trường lao động, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Thủ tướng nhấn mạnh, là một trong những nước chịu tác động mạnh nhất bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam có cách tiếp cận toàn cầu và toàn dân trong lĩnh vực này. Là một nước đang phát triển còn nhiều khó khăn, chịu hậu quả nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam kêu gọi công bằng, công lý trong thích ứng biến đổi khí hậu và đề nghị các nước hỗ trợ về thể chế tài chính xanh, công nghệ xanh, đào tạo nhân lực xanh, quản trị xanh. Thủ tướng tin tưởng Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ thành công trong việc giải quyết các vấn đề đặt ra, quan tâm tới lợi ích hợp pháp chính đáng của nhau, hóa giải các khó khăn, thách thức, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên quan điểm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tình cảm chân thành, tin cậy, tôn trọng, bình đẳng và hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.